Kênh Năng Lò Tại Cao Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn của anh Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn của anh Sang. Chào anh Sang. Mến chào Lò Tại Cao Bonsai, kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em có lô hàng về giao lưu bơ 04 và cây bơ sáp gần trăm hoành, xài cát hòa lộc, xài cát chu, bơ trái tròn, ba lo ổi, bình bắc vàng, cà na thái, kim quýt. Nhà vườn em là Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số giao lô của em là 0746877769. Cây cốc mã số đầu tiên là cốc thái siêu trái, ở trên này có bông. Cái cây đầu tiên em để cái mẫu có lá, nhưng mà khi ship rồi cho em cắt bớt bớt này một tí. Khi mình cắt cái sát vào đây thì nó sẽ đâm chồi lại. Lấy này cây mẫu để nguyên lá cho cô chú thấy mấy cây sao chủ lũi, như thật ra thì nó cũng có lá như thế này. Cao là 88. Đường kính là 25. Hoành 40. Hoành 40. Cái loại cốc này mà mình ăn gỏi cá được. Trái sống chấm muối ớt. Mã số 1 giá 460k bao ship. Mã số 2 là ổi lê ruột trắng. Năng sức trái sai, dễ để trái, đề kháng mạnh. Nghiêng vị trí này là 92. Đường kính bình quân là 39. Hoành là 60. Em chớ chữ hao hết. Ổ lê có da mũ. Mã số 2 giá 800k bao ship. Mã số 3 ổi lê Đài Loan. Ổi lê là ruột trắng cô chú ơi. Nghiêng nhẹ vị trí này là 54. Đường kính bình quân là 36. Cậy nở. Hoành là 51. Tay cành lực. Mã số 3 giá 800k bao ship. Mã số 4 bơ cây này, bơ này em mua là đã có trái rồi, có trái mấy năm rồi. Chủ nhà nói là cây này bơ hột, mặc dầu nó bơ hột nhưng mà nó trái là được mấy năm rồi, trái tròn. Cao vị trí này 150, kẻ dưới là kẻ như 170. Đường kính là 47. Hoành vị trí đây là 55. Ở đây có cây mai vàng em để luôn, gốc mai vàng, mai hột. Đế lực. Trong này cũng có cây mai con mọc. Mã số 4 giá 1.8 bao ship. Bình bát còn gọi là mãng cầu vàng. Cây này để giá mềm cô chú, sống khỏe, dễ sống. Trồng tiểu cảnh non bộ các hai. Nghiêng vị trí này, nghiêng nhẹ là 48. Đường kính là 36. Hoành vị trí là 62. Mấy cái hàng thường thường này với nhiều cây em rút ngắn thời gian cho lẹ lẹ đặng cô chú làm công việc. Mã số 5 giá 550k bao ship. Mã số 6 cốc thái siêu trái. Cao là 92. Cắt dày là ship cho nó dễ, nhưng mà khi cắt về cô chú yên tâm, nó sẽ đâm những cái mục mới. Đường kính 30. Hoành vị trí điểm này là 40. Mã số 6 giá 350k bao ship. Mã số 7 kiên quýt.
Em mua cái này của người ta, nó người ta vô cái bội cũng khoảng 7-8 tháng rồi. Ở trong chậu, ở trong này nó có cái cùng nhân đất nhẹ nhẹ, khi ship là em bó bầu, làm khống chế giá bán. Cao bình quân là 16. Em lấy cái cây to này đi. Vị trí này là 23. Bó bầu đặng rút cái giá lại. Mã số 7. Bó bầu 3 cây này là 350k. Mã số 7. 4 cây. Mã số 8. Bơ từ đây mắc ghép này là 034. Tổng chiều cao tới cái hộp bơ khác là mình không biết là 56. Cái này lát, nhưng mà cô chú yên tâm, tại vì ban đầu khi mình ký với cái bò ghép vô nó cũng vẫn là một mắt ghép nhỏ, thì cái này cái dinh dưỡng này nó đủ nuôi cái mắt ghép này. Cục đất nặng lắm cô chú à. Đường kính 33. Bơ 034 ăn rất ngon. Hoành 32. Mã số 8 giá 500k bao ship. Mã số 9. Ổi ruby ăn rất ngon, thị trường giá cao. Cây khói da mũ cao là 76, tai cành đẹp, lực đế nở. Ổi ruby ruột hồng ăn ngon. Đường kính bình quân là 25. Em lấy độ trung bình chỗ này. Trung bình giữa củ và hoành thân là 31. Đế nở. Mã số 9. Giá 450k bao ship. Mã số 10. Ổ lê ruột trắng, năng suất cao, đề kháng mạnh, có da mũ, dư nhánh thở. Nghiêng là 64. Đường kính dài là 46, đường kính 4246. Cậy nở. Quá chừng cái chân đế nè. Hoành 60, em trừ hao hết. Mã số 10. Giá 900k bao ship. Mã số 11. Cái này nè, em lấy cái đường kính bình quân luôn cô chú ơi. Đường kính điểm này là 56. Sẵn đây qua lấy hoành thân luôn. Hoành thân là 92, nhưng mà hoành thân chuẩn nó em kể 80 thôi. Tại vì can trái mà. 92 em kể hoành thân 80. Cái rễ một gang tay. Cái bản rễ là 2 tấc. Cây này đế đẹp. Thật ra nói vậy cũng là cây ăn trái thôi, nhưng mà cái đế nó được đó cô chú à. Rễ to to không à. Thoát thân vị trí này 150. Cái điểm này anh đây là 7 tấc. Em kể đây là khoảng 5 tấc thôi. Chiều cao là trên 2m, kể 2m. Cục đất nó rất nặng. Bơ này là bơ sáp. Mua của ông này, cây này nó nằm trong cái vườn mai vàng lớn lắm. Gọn phá chứ mỗi một năm là hai đợt trái, một đợt trái khoảng 150, 200 trái. Mà cái vườn mai ổng mai khủng cho nên ổng bán cái này. Bơ sáp ăn rất ngon. Mã số 11. Giá 6 triệu bao ship 200km. Ship ra miền Bắc thì nhờ cô chú cho em thương lượng, chân thành biết ơn. Mã số 12, ổi ruby, ruột hồng, trái ăn ngon, bán ra thị trường giá cao hơn ổi lê. Cao là 84. Đường kính 27. Đế nở. Vị trí trung bình của củ và hoành thân là 30. Hoành vị trí chỗ này là 30. Hoành thân nhỏ hơn. Mã số 12. Giá 300k bao ship. Lộc vườn. Cây mới bứng.
Ngọn là 43. Vị trí này là 36. Tổng cao là 64. Em lấy một vị trí đường kính dài. Đường kính dài là 58. Lấy vị trí chỗ này là 50. Hoành thân là 48. Vị trí lên là 50, hoành thân 48. Lai lai thú. Cái bảng này là 19. Lộc vần. Mã số 13, dáng chịu 6 bao ship. Cốc thái siêu trái. Em lấy cái này, cốc thường thường ra lá là ra bông ra trái. Nhưng mà khi mình về chồng mình để cũng vẫn được, hay là mình cắt bỏ cho để đỡ cây mất sức. Mã số này, mã số cặp. Cao bình quân là 46. Đường kính khoảng gang tay, đường kính khoảng 20. Hoành cây này 27. Hoành cây này là 25. Mã số 14 kết hợp 2 cây. Giá 400k bao ship. Mã số 15. Ổ lê ruột trắng. Cao là 76. Đường kính dài là 39. Hoành lấy điểm này là 49. Dáng cong 22. Mã số 15. Dáng chịu bao ship. Mã số 16. Ổ ruby. Cành bay này là 46. Chật là 26. Đường kính là 29. Cái eo chỗ này là 31. Chỗ này 31. Cậy nở. Cây này đẹp cô chú ơi. Mã 16. Mã 16 giá 600k bao ship. Mã 17. Ổ nữ hoàng có giấm ủ. Cao là 37. Cao là 19. Hoành này là 33. Cây này nhỏ hơn. Chế mặt hàng rẻ tiền đi nhanh cô chú ơi. Ổ nữ hoàng mã số 17 kết hợp là 2 cây giá 400k. Cốc thái siêu trái mã 18. Khi mình bấm về nữa nó sẽ ra lợi, tại vì cái cốc là nó mạnh lắm, cốc với xài mạnh. Cao là 57. Đường kính là 30. Hoành là 40. Nhà vườn em nơi đây là Tân Hòa Lai Dung Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0746877769. Mã 18 giá 400k bao ship. Mã 19 kiên quýt kết hợp 2 cây. Cao vị trí này là 13. Quá chừng cái cũ nè. Lấy vị trí cũ đi. Cũ 35. Rễ nó nham 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 nham. Hình như cây này nó, cái mắt này nó chết. Hai góc này to. Vị trí này là 20. Quá chừng rau má nó mọc. Bó bầu. Bó bầu cho nhẹ tiền cô chú ơi. Mã 19 giá 400k bao ship. Mã 20 ổ ruby. Ruột hồng. Cao là 90. Đường kính là 22. Hoành vị trí này là 27.
mặt hàng cũng xấu quá, cây nó nhiều, mình quay nhanh nhanh rồi cho nên là lúc mà em để cái thước dây có khi nó ở trên ở dưới kể như hoành quỷ chiến nghe cô chú, chứ không phải là em đo cái đó loại là hoành thân. Mã 20 giá 300k bao ship. Ở Ruby dáng bay nghiêng là 69, đường kính là 28, hoành vị trí này là 33, mã số 21 giá 400k bao ship. Mã số 22 ổ lê tổng nghiêng là 76, đường kính bình quân là 39, hoành là 53. Ổ lê mấy cây này cũng già tuổi rồi. Mã số 90 giá, mã số 22 giá 900k bao ship. Mã số 23 bơ 034, đoạn mắt ghép 034 là 16, tổng cao là 52. Cái này là cái gốc qua bơ khác, cái này liền lạc bứng cục đất to cho cô chú, đường kính là 34, vị trí này là 39 cho thật ra cái hoành thân nó có 37 rồi cô chú ơi. Mã 23 giá 600k bao ship. 24 xài cắt chu, tổng cao là 1,5 m, đoạn cái tán dù này khoảng 2 tấc, đường kính là 43, cái xài là nó thuộc nhóm công trình nhưng mà xài nó rất mạnh, hoành 48, xài cắt chu là dễ để trái lắm, ăn rất ngọt. Theo em được biết thì trong các loại xài truyền thống với xài ngoại nhập thì các Hòa Lộc với xài cắt chu là cái độ chín ăn ngọt rất ngon, mấy xài khác không lợi, mấy cái loại xài khác không lợi. Mã số 24 giá 1,6 triệu bao ship. Mã số 25 Sabo, bay điểm này là 102 kể 100, tay cành đẹp, đường kính là 30. Ở trên này cái sùng ăn em gỡ ra rồi, cái dòng Sabo rất mạnh, em đã mua Sabo em ủ lại em biết là sức sống là nó dư mạnh, cũ đẹp, cũ điểm này là 39, cái này nữa uống đẹp, nhánh nó lòng thòng, nghi ngờ là Sabo của Cần Thơ, ông chủ nhà ông nói là chiết từ cây Sabo lớn, có thể là Sabo Cần Thơ. Mã số 25 giá 800k bao ship. Mã số 26 cốc thái siêu trái, cao là 36, đường kính là 26. Cái lô cốc này nhờ cái khi nhà dân nó khống chế trong cái vườn sầu riêng, cái tàn nó ra tàn dù nữa mình quá, nó ra lòng thòng thì tròn tròn rất đẹp, hoành 341, trái là lòng thòng tròn tròn, cái độ cân đối của tàn đẹp dưới cây. Mã số 26 giá 500k bao ship. Mã số 27 cà na thái siêu trái, cái cà na mình ăn muối ớt cũng ngon ngon, nghiêng nhẹ điểm này là 36, tổng đường kính dài là 48, đường kính ngang là 32, có cái đuôi dài, vị trí này là 44 mình lấy vị trí này, hoành thân 40, cục đất nặng lắm cô chú à. Cà na mã số 27 giá 650k bao ship. Mã số 28 ổ lê ruột trắng dễ để trái, nghiêng vị trí này là 80,
Đường kính là 38. Cái độ lết lết này là 25. Hoành điểm này 44. Cái này có cậy đuôi, cái này không phải cây mà ghế lên. Mã số 28, giá 900k bao ship. Mã số 29, xài cá và lọc. Em có làm cái dấu phân biệt. Vị trí này là 42. Tổng cao là 122. Đường kính là 36. Xài cá và lọc ăn rất ngon. Nhưng mà khi mình muốn ăn ăn với cá, mình ăn trái chua để mình bầm ăn với cá với thịt kho thì vẫn được, mình hái trái hơi sống sống một chút. Hoành 41. Cây này cái tàn đẹp, mã số 29. Giá chịu gửi bao ship. Mã số 30. Ổi nữ hoàng. Cây này già lắm già. Cao là 70. Đường kính 30. Cũ 30. Ba cái mặt hàng can trái, nếu em dùng thuốc kích hoặc giả là phân bón lá thì cái lá nó không phải vậy. Nhưng mà để tự nhiên chỉ nó mạnh cô chú ơi. Mã 30 giá 400k bao ship. Bình bát còn gọi mặn cầu vàng. Cái này cái trái chín mình dầm nước đá ăn được, trồng tiểu cảnh non bộ cũng hay hay. Nghiêng điểm này là 60. Nếu em lấy cũ điểm này là 94. 94 điểm này. Mã số 31, giá triệu 2 bao ship. Mã số 32, ổi nữ hoàng kết hợp 2 cây 1 mã số. Cao là 40. Cao là 24. Hoành 28. Đường kính bầu 1 gang tay khoảng 20cm. Mã 32. 2 cây 400k bao ship. Mã 33. Ổi nữ hoàng. Cao là 34. Những mặt hàng can trái khi mà đã có lá về thì khi cô chú nhận khoảng 3-4 ngày cho nó quen với cái môi trường của thực địa của tỉnh mình đó, khoảng 3-4 ngày rồi trồng được, tại nó đã có lá rồi. Nó đã có lá, nó đủ quang hợp rồi. Đường kính 24. Khi trồng đừng có gỡ đất ra chốc lóc. Hoành 24. Mã số 33. Giá 300k bao ship. Mã số 34. Ổi lê ruột trắng. Trên này nó có bông nè. Cái ổi này đã bông trái từ lâu. Nghiêng là 82. Đường kính bình quân là 37. Vị trí này là 45. Mã số 34 giá 1 triệu 2 bao ship. Mã số 35 cà na thái siêu trái. Nghiêng là 40. Mặc dầu cái chủng loại can trái nhưng mà cái này trồng chậu vẫn được. Hoành là 46. Đường kính là 32. Nghiêng nghiêng lết lết. Đế nở. Mã số 35. Giá 700k bao ship. Mã số 36. Ổi ruby ruột hồng. Nghiêng nhẹ là 75. Đường kính là 28.
Quanh vị trí điểm này là 26. Mã 36 giá 350k bao ship. 37 Sabo chiếc từ Sabo mẹ của cây Sabo Cần Thơ. Cao là 17. Hoành thân 26. Cũ vị trí 52. Đế nở. Cái này vô chậu đẹp cô chú à. Vô chậu lực lắm. Côn cây. Mã số 37 giá 500k bao ship. Mã số 38 cốc thái siêu trái cũng là kỳ cuối clip. Tổng cao 54. Đường kính 20. Hoành thân là 27. Em chịu hao cho cô chú yên tâm. Mã số 38 giá 350k bao ship. Rất cảm ơn LTK Bonsai rất nhiều. Em rất cảm ơn cô chú đã ủng hộ em thời gian qua. Chân thành biết ơn, kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn của anh Sang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.